Cử cho nó có 6 bạn thì có to lên. Sao bạn là người cái thiếu ra. Giờ cái thiếu ra. Đang tính nhiệm thì bạn chỉ để nó còn mà các bạn còn không tính nhiệm thì bạn sẽ chặt cái tên đi. Bạn nói với mình là trước thôi, nếu không thì gì thôi. Thì thôi. Hỏi lại có hiểu chưa? Cái bạn còn nó có ý kiến gì nữa không? Phải đảm bảo bạn hiểu cách làm nha. Không nghe rõ. Sau đây các bạn mỗi người sẽ được một tờ phiếu. Sau đây sẽ có 36 bạn nha. Các bạn gửi tôi là các bạn đã được tín nhiệm thì bạn sẽ để đó. Còn các bạn không còn lại không tin hết thì bạn sẽ đặt các bạn đi. Tức là mỗi người chúng ta sẽ được nhận một cái tờ phiếu bầu cử. Trên cái tờ phiếu này có danh sách 6 bạn mà chúng ta đã tín nhiệm như vậy đó. Để có 6 bạn. Dạ. Thì ở trên này chúng ta sẽ dùng mỗi người sẽ dùng một tờ phiếu, một cái phiếu. Bạn nào chúng ta tín nhiệm chúng ta sẽ để lại. Còn bạn nào chúng ta không qua không bầu chúng ta sẽ gạch ngang cái tên luôn, dùng phiếu gạch ngang cái tên. Nghĩa là cái tờ phiếu này chúng ta sẽ để lại 3 người không gạch tên và chúng ta sẽ gạch 3 người. Hiểu chưa? Rồi mỗi người chúng ta chỉ nhận một phiếu thôi. Yeah. Và cái việc này là hoàn toàn dân chủ tự do, chúng ta tín nhiệm bạn nào để vào trong cái hành đi gọi chi đội chúng ta cứ làm thường và các bạn trong nhóm bầu cử sẽ phát phiếu. Trong nhóm bầu cử cũng như là MC này kia là cũng có quyền bầu cử nha, mỗi người một phiếu. Còn ai chưa có phiếu không? Không tính gì qua hết thì gạch hết luôn. Rồi, ba. Để lại ba người gặp ba người. Bầu cử thôi. Lần lượt tuần tự nha, không có chen lớn sau đẩy nha. Nó đứng xích ra ngoài kìa. Rồi, con hỏi là con hỏi bạn, còn bạn nào chưa nộp không? Sau đó cái ban kiểm phiếu là con không có quyền đụng vô đây cái gì. Còn bạn sau đó là giống như là con phải đếm lại cái số phiếu ở đây là bao nhiêu, con rồi nó mới đem ra ngoài kiểm phiếu. Thì khi đem ra ngoài phải cầm cái danh sách 6 bạn lên, nguyên cái nhóm 4 người ra ngoài kiểm, cầm theo viết. Rồi ban kiểm phiếu sẽ đếm lại cái số phiếu trong thùng coi nó có bằng với số phiếu phát ra hay không nha. Đếm nè.
đếm số lượng phiếu thôi, còn bạn nào như thế nào thì sau đó sẽ đem ra ngoài kiểm phiếu sau. Và trong lúc các bạn kiểm phiếu ra ngoài kiểm phiếu thì là chúng ta sẽ có cái phần văn nghệ của bạn Lan, của bạn Thùy Minh và bạn Thùy. Rồi bạn Minh Thùy. Gì vậy? Như vậy là còn 3 người nữa vẫn chưa có bỏ phiếu vào là ai? Tổ bầu cử. Tổ bầu cử mỗi người cũng đã cũng như dùng một phiếu nha. Đếm kỹ lại coi. Không cần của ai hết, chỉ cần đếm số lượng. Còn một người. Bạn Bùi Ngọc Trắng. Rồi như vậy là số lượng phiếu thu vào đã bằng với số lượng phiếu phát ra. Bây giờ ban kiểm phiếu sẽ ra ngoài để kiểm phiếu nha. Trong khi đó thì là biên bản kiểm phiếu đâu, đi vô lấy biên bản kiểm phiếu. Được không?